Rồi hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái thiết bị là cái thiết bị này là RM Mini 3 nha các bạn. Này RM Mini 3 xài app Rolling ha. Thì mình trong cái hộp đó thì nó chỉ có một cái thiết bị như thế này và một cọng dây nguồn thôi, nó không có cốc sạc nha các bạn. Thì giờ bạn phải có xài một cái cốc sạc nào đó mình cắm vô. Thì đầu tiên là mình sẽ tải cái ứng dụng Rolling về điện thoại. Tải ứng dụng Rolling về điện thoại nha bạn. Xong rồi mình sẽ đăng ký tài khoản bằng Gmail ha. Rồi mình sẽ đăng ký tài khoản Gmail rồi xong hết rồi. Giờ mình sẽ vô được cái giao diện như thế này. Rồi mình sẽ bắt đầu cắm nguồn vô. Rồi. Cắm nguồn vô mình sẽ cắm điện vô nha. Cắm điện vô thì đèn nó sẽ chớp nhanh. Lưu ý là nó sẽ chớp nhanh nha. Không chớp nhanh thì mình reset lại giùm mình. Rồi khi chớp nhanh đó xong mình sẽ vô điện thoại, mình sẽ thêm thiết bị ha. Rồi mình sẽ thêm thiết bị wifi. Rồi thiết bị wifi kiểu khác. Giờ mình sẽ chuyển qua là thiết lập thông minh. Rồi đèn chớp nhanh. Tiếp theo nữa là cái này là wifi nhà mình, bắt quạt wifi nhà mình nha. Mình nên bấm cái mặt này lên để mình coi là mình đón đúng bắt quạt không có dấu thừa dư gì không nha. Rồi mình sẽ chọn kết nối ngay bây giờ. Để sao đi. Rồi mình cứ để ra cho nó kết nối nha bạn. Kết nối. Nói nó sẽ chớp chậm chậm. Bắt đầu nó chớp nhanh. Rồi khi nó đang kết nối với thiết bị wifi thì nó sẽ chớp chậm chậm. Rồi bạn cứ chọn là vẫn đây nó đã tắt rồi nha. Tắt rồi thì mình sẽ chọn tắt nha. Ngay chỗ này đó mình nó tắt rồi mình chọn tắt nha. Rồi nó báo là thiết bị đã thêm thành công, là khi mà cài wifi thành công là cái đèn này nó tắt nha các bạn. Ngày đấy khi cài wifi thành công thì cái đèn này nó tắt nha, không sáng nữa. Và mình đã thêm, mình chọn tắt rồi xong mình sẽ thêm được thiết bị. Rồi mình chọn gia nhập phòng thì mình chọn cái gì đó tên phòng, rồi chọn tiếp tục. Rồi mình đặt tên cái này, ví dụ như này là RM đúng không, RM Mini 3 hay RM Mini 3. Rồi lưu lại. Giờ mình sẽ có muốn sử dụng ngay không thì nó sẽ vô đây. Vô đây là nơi mình sẽ add những cái remote giống như là tivi, máy lạnh gì vô nha bạn. Ví dụ nha, mình thí dụ như ở nhà mình có một cái, ở đây mình quay phim thì không có ấy được. Thì mình chỉ thí dụ như nhà mình có một cái máy lạnh nha. Cái máy lạnh này là TCL. Thì mình sẽ chọn add vô. Rồi mình sẽ chọn là máy lạnh nè. Rồi mình sẽ chọn là add ha. Add vô. Rồi mình sẽ chọn hãng ha. Ví dụ mình hãng gì thì mình sẽ chọn hãng đó. Ví dụ mình đây mình có máy lạnh TCL. Đây TCL. Rồi nó hiện là option 1. Mình bấm test. Test 1. Test option 1. Mình chọn vô test. Thì mình sẽ bấm nút on off thử coi nó có tắt máy lạnh của mình không. Ví dụ off nè. Rồi nó tắt máy lạnh của mình. Thì cái này là ok rồi. Thì mình sẽ chọn là if ha. Còn nếu mà không thì mình sẽ chọn not work. Đây mình bấm là mình thấy là nó điều khiển được, tắt được cái máy lạnh rồi ha. Làm sao quay được ta. Rồi mình sẽ mở cái điện thoại này ra, mình sẽ quay thêm cho các bạn dễ dùng luôn ơi. Rồi đây ha, đây
Rồi đây là cái máy lạnh TCL ha. Giờ đây mình sẽ chọn là test off à. Off. Đó là nó tắt ha. Tắt đó. Rồi mình sẽ chọn on à. On lên. Đó là đấy. Vậy là cái nói được thành công thì mình sẽ chọn vô là. Rồi ok tiếp ha. Rồi chúng ta điều khiển mà on off vậy là thành công á, thì mình sẽ chọn là ghép đây. Chọn cái màu xanh để cho nó add vô. Rồi continue. Là xong. Rồi mình sẽ cho nó nằm ở đâu luôn, mình cho nó nằm ở văn phòng luôn. Rồi mình đặt tên là tên gì đúng không? Mình tên là máy. Máy lạnh ha. TCL ha. Rồi lưu lại. Rồi. Làm xong luôn. Rồi thôi cho coi. Đó, vậy mình sẽ add được cái máy lạnh. Và ở đây nó sẽ là cái RM3 điều khiển một thiết bị ha. Mình muốn xài thì mình sẽ chọn vô đây. Đó, nó hiện lên cho mình một cái remote như vậy. Giờ mình sẽ chọn tăng giảm nhiệt độ này nọ rồi đó. Thế mình giảm nhiệt độ đúng không? Là chọn là giảm nhiệt độ là chọn tẹp nè. Đó 25 giảm xuống còn đó 22. Rồi ok. Sao nhà mình có tivi gì đó thì cái gì mà bấm bằng remote ha. Thì mình sẽ vô được Samsung hay gì đó mình ẹp vô. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.